năm chiếc bánh kính chào quý ông bà anh chị em. Chính thức Hội đồng Giám mục giải quyết vụ Hồ Hữu Hòa, vấn đề xung quanh việc phong chức linh mục, hy vọng sẽ giúp tất cả những người liên quan hiểu rõ vấn đề và vì vậy các vấn đề sẽ được làm rõ. Để quyết định tính xác thực của các tài liệu về Hồ Hữu Hòa do Đức Giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long ký và được chứng thực bởi cha trưởng ứng của ngài, cha Gerardo Nguyễn Nam Việt. Theo Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines, giáo phận Maasin đã cam kết thực hiện các bước cần thiết nhằm làm sáng tỏ vấn đề xung quanh việc phong chức linh mục bất hợp pháp cho một người Việt Nam. Đức Giám mục Cantilat cho biết giáo phận Maasin sẽ hỗ trợ Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines trong cuộc điều tra liên quan đến việc tấn phong linh mục Joan Bautista Hồ Hữu Hòa. Hòa được truyền chức phó tế vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 và sau đó chịu chức linh mục vào ngày 7 tháng 12 năm 2022 tại giáo phận Maasin cho giáo phận Vinh Việt Nam. Theo CBCB News, là một hãng tin công giáo được điều hành bởi văn phòng truyền thông của Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines, giáo phận Maasin thực hiện các bước trong bối cảnh truyền chức linh mục Việt Nam. Theo tin tức CBCB, ngày 17 tháng 2 năm 2023, Manila, Philippines, giáo phận Maasin miền Trung Philippines cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đang thực hiện các bước cần thiết để làm sáng tỏ vấn đề xung quanh việc phong chức linh mục cho một người Việt Nam. Giám mục giáo phận Maasin, Đức cha Cantilat cho biết họ sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết vấn đề tranh cãi liên quan đến cha Joan Bautista Hồ Hữu Hòa. Đức cha Cantilat nói, sự xôn xao hiện nay liên quan đến vấn đề này thực sự đáng tiếc và đáng buồn. Chúng tôi hiện đang thực hiện các bước và thủ tục cần thiết, hy vọng sẽ giúp tất cả những người liên quan hiểu rõ vấn đề và vì vậy các vấn đề sẽ được làm rõ. Ngoài ra, chúng tôi giao tình hình cho cơ quan thích hợp để quyết định tính xác thực của các tài liệu được chuyển đến văn phòng của chúng tôi. Đức cha nói, xin ánh sáng của Chúa Kitô hướng dẫn hành động của chúng ta để chúng ta có thể tìm ra sự thật. Đức Giám mục đưa ra tuyên bố sau một bản tin đặt câu hỏi về sự xứng đáng của vị linh mục, người đã bị bỏ tù vì tội hối lộ ở Việt Nam vào năm 2019. Ông được cho là đã được trả tự do vào tháng 11 năm 2021. Đức Giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long của giáo phận Vinh ở miền Trung Việt Nam đã từ chối Hồ Hữu Hòa, người được cho là không được đào tạo chính quy tại chủng viện. Nhưng Đức Giám mục Cantilat tuyên bố rằng họ đã tuân theo các thủ tục giáo luật thông thường, đặc biệt là việc xuất trình thư công hàm cần thiết cho Đức Giám mục do Đức Giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long ký và được chứng thực bởi cha trưởng ứng của ngài, cha Gerardo Nguyễn Nam Việt. Tài liệu giáo luật được gửi bởi một giám mục hoặc bề trên tôn giáo làm chứng rằng một cá nhân phù hợp để được tấn phong bởi một giám mục khác. Sau khi thụ phong phó tế cho Hòa vào ngày 8 tháng 9 năm 2022, Đức cha Cantilat đã phong chức linh mục cho giáo phận Vinh vào ngày 7 tháng 12 năm 2022 tại nhà thờ chính tòa Maasin. Nói rằng việc tấn phong được thực hiện trong thiện chí, ngài cũng tiết lộ đã nhận được một lá thư từ giám mục hưu trí Phaolô Nguyễn Thái Hợp của Hà Tĩnh và nguyên giám mục Vinh, đã trình bày vấn đề với văn phòng của chúng tôi và lý do của yêu cầu. Sau lễ tấn phong, giám mục Cantilat nói rằng trưởng ứng của giáo phận Vinh và một phó tế người Việt Nam đóng vai trò phiên dịch đã tìm gặp họ về đơn xin nhập tịch của Hồ Hữu Hòa đối với giáo phận Maasin. Hồ Hữu Hòa chính thức được nhập tịch vào giáo phận Maasin vào ngày 15 tháng 1 năm 2023, nhưng giám mục đảm bảo rằng thủ tục giáo luật bắt buộc đã được tuân theo.